amikacin. Thì trong đó trước khi mà mình bắt tay vào làm những cái công thức hoặc là những cái liều liên quan tới hai cái thuốc đó thì mình cũng phải lướt lại các cái công thức mà mình đã học cho những bệnh nhân đặc biệt, ví dụ như là tính độ thanh thải creatinine hoặc là tính cân nặng lý tưởng trên một bệnh nhân, thì mình mới bắt tay vô để mà làm bài tập được. Nếu bạn không không biết cái cách vận dụng những công thức kia thì mình sẽ không có làm được bài tập. Rồi tôi lướt lại một số công thức để mình có thể nhớ nha. Bạn sẽ có một số công thức mà gần như mình phải thuộc. Thứ nhất là công thức tính cốc rốc gao chức năng thận theo clarum creatinine của cốc rốc gao, thì này bắt buộc mình phải thuộc. Rồi cái thứ hai nữa là tính cân nặng lý tưởng, cân nặng lý tưởng mình cũng phải tự tính luôn. Đây, cân nặng lý tưởng nam nữ và cân nặng điều chỉnh, bắt buộc mình phải biết cái này thì mình mới coi coi bệnh nhân nó có béo phì hay không. Nếu béo phì thì bắt buộc là mình phải tính chức năng thận theo công thức khác. Và đây một số các cái công thức mà mình vẫn thường hay đề cập tới, ví dụ như cái công thức tính hằng số phải trừ Ke thì sẽ bằng clearance của thuốc chia cho thể tích phân bố, thì clearance của thuốc thì sẽ tùy vanco hay là amikacin. Rồi đây chính là công thức Cockroft-Gao, và đây chính là cái công thức mà tính cân nặng lý tưởng, và mình quy ước là nếu như cân nặng thực vượt quá 30% cân nặng lý tưởng là coi như bệnh nhân đó sẽ là béo phì, và lúc bệnh nhân béo phì thì bắt buộc mình phải sử dụng cái công thức tính chức năng thận là Salazar-Coppola. Rồi bây giờ để sau khi các bạn tính được clearance creatinine dựa theo công thức Cockroft-Gao hoặc là công thức Salazar-Coppola cho bệnh nhân béo phì á, thì mình sẽ có được cái clearance creatinine của bệnh nhân theo đơn vị là ml trên phút. Và khi chúng ta làm vô tới cái bài tập này thì thường chúng ta sẽ dùng cái đơn vị là giờ, nghĩa là mình phải tính cho bệnh nhân có T1 bằng 2 là bao nhiêu giờ. Do đó bắt buộc mấy bạn phải chuyển từ cái đơn vị ml sang phút, ml trên phút sang lít trên giờ. Thì rất là dễ, mình ra được bao nhiêu thì mình chỉ cần lấy nhân không có 0,6 thôi thì bạn sẽ ra được cái đơn vị là lít trên giờ. Cái khó của dạng bài tập này là bắt buộc các bạn phải gọi là khi mình làm á là mình phải ghi cái đơn vị ra nha, mình không ghi đơn vị ra là mình sẽ bị sai. Ví dụ gam hay miligam, lít hay ml, phút hay giờ là khi mình làm mình đều phải ghi cái đơn vị ra để mình triệt tiêu cái đơn vị lẫn nhau á, để cuối cùng mình có cái đơn vị gì thì nó mới ra cái kết quả chính xác được. Như vậy là khi bạn tính bất cứ công thức gì mình đang tính clearance creatinine thì nó đều là đơn vị ml trên phút nha, và nhớ là phải đổi ra lít trên giờ thì nhân không có 0,6 mình mới quy được cái đơn vị của nó. Còn ví dụ như thể tích phân bố cũng vậy, khi mình đọc bài là mình phải nhìn kỹ thể tích phân bố người ta đang cho mình là lít trên ký hay ml trên ký nha, để mà mình có thể ví dụ như lít trên ký thì mình sẽ nhân bệnh nhân ra bao nhiêu ký mình nhân lên mình sẽ ra được cái thể tích phân bố tổng của bệnh nhân chính là lít thôi, không còn ký nữa, tại mình nhân cho ký rồi thì nó sẽ ra là lít thôi. Hằng số thải trừ thì nó sẽ bằng clearance của thuốc nha, clearance của thuốc đơn vị của mình là lít trên giờ mới được, chia cho thể tích phân bố, lúc này thể tích phân bố của mình sẽ là lít, do đó bạn sẽ ra được Ke chính là 1 trên giờ, 1 trên giờ đơn vị của Ke là 1 trên giờ. Tôi ghi ra để mình nhớ, tại hồi mình sẽ bị lộn cái đơn vị này là chính thôi, hoặc là giờ trừ một đó, 1 trên giờ hay cũng chính là giờ trừ một đó. Rồi,
Rồi có được KE mình mới tính được T một phần 2 theo công thức của KE thôi. T một phần 2 chứ bằng 0,693 chia KE thì lúc này T mình đơn vị sẽ là giờ. Thời gian để đạt nồng độ creatinine có nghĩa là cái TSS đó, có nghĩa là cái thời gian mà để đạt được cái nồng độ creatinine ổn định đó. Thì có những cái bệnh nhân mà cái creatinine huyết thanh sẽ không ổn định lúc mà mới nhập viện nha, lý do là do bệnh tình của bệnh nhân sẽ làm thay đổi cái creatinine, thì thường người ta sẽ chờ cho tới 3,3 khoảng T1/2 mới ra được cái creatinine ổn định. Còn nếu như bài mình không đề cập thì thôi, bài mình nó không đề cập là creatinine thay đổi để bạn khỏi cần phải nhớ công thức này. Rồi đây là một số các cái công thức khác thì nó hơi khó, thì thôi cô chỉ cần mình nhớ cho cô cái công thức này: công thức tính dịch cổ trướng thừa dịch. Để mình nhớ, trên một bệnh nhân mà có cổ trướng thừa dịch thì cái BD nó sẽ thay đổi. Đây là trên bệnh nhân mà béo phì thì đương nhiên phải dùng cái cân nặng thật trừ cho cân nặng lý tưởng ha. Thì đây chính là bệnh nhân béo phì. Cổ trướng thừa dịch là cân nặng này nè, D chính là cái cân nặng trước đó nè, trước phù. T chính là cân nặng thật. Rồi một số công thức để mà mình thay đổi liều, có nghĩa là sau khi bạn tính ra được liều kinh nghiệm, các bạn đo nồng độ và bây giờ các bạn phải hiệu chỉnh liều theo nồng độ đo được, thì mình sẽ có một số các công thức như sau. Thứ nhất là công thức này lúc nào cũng nhớ rồi, V bằng D chia C là chắc chắn ai cũng phải nhớ, để từ đó mình mới suy ra được D chính là bằng nồng độ mong đợi nhân cho thể tích phân bố của bệnh nhân. Và nhớ thể tích phân bố là mình đang tính theo dạng tim, nếu bệnh nhân có dạng đường uống thì khác, thì thôi quá rắc rối tôi chỉ dùng cho đường tim thôi để bạn nhớ cho nó thống nhất là D sẽ bằng V nhân C. Đối với lại vancomycin, các bạn sẽ nhìn thấy đối với vancomycin thì nó là một cái biểu đồ tỷ lệ thuận nha giữa nồng độ và liều. Do đó khi bạn muốn tính công thức liều mới thì các bạn chỉ cần dùng công thức tăng sức và ra hết. Rồi như vậy thì mấy bạn cũng biết cái công thức tăng sức đơn giản thôi, là liều 1 trên nồng độ 1 sẽ bằng liều 2 trên nồng độ 2. Như vậy bây giờ chúng ta có hết được liều 1, nồng độ 1 rồi, nồng độ 2 chính là nồng độ mình mong muốn, thì chúng ta sẽ suy ra được cái liều 2 thôi. Rồi chỉ có lưu ý trong cái quá trình mà mình tính toán làm công thức thì cái khoảng liều đó, cũng như là cái liều thuốc khi các bạn đưa cho bệnh nhân đó, nghĩa là bây giờ mình đang tính trên ca lâm sàng, nghĩa là bệnh nhân thực tế, thì khi mình đưa liều cho bệnh nhân nó phải là liều chẵn nha. Ví dụ như mình phải căn cứ theo cái dạng bào chế của lọ vancomycin, lọ amikacin, mình phải làm tròn, không nên dùng con số lẻ mà khó lấy. Rồi về cái khoảng thời gian cũng vậy, như bạn cho bệnh nhân dùng thuốc thì thường cái dùng thuốc sẽ là mỗi số của 12 10 quên của 24 giờ, như là bạn nói bệnh nhân này sẽ dùng thuốc mỗi 4 giờ, mỗi 6 giờ, mỗi 8 giờ, mỗi 12 giờ, vân vân nha. Chứ bạn không thể nói bệnh nhân là dùng thuốc mỗi 7 giờ là không được. Có nghĩa là mình phải dùng sao mà cho nó phải nằm trong cái khoảng 24 giờ, mình chia đều ra cho bệnh nhân để mà mình xài cho nó hợp lý. Nha, cái này phải lưu ý. Có nghĩa là khi mình tính T 1 phần 2, ví dụ T 1 phần 2 bằng 5 đi, thì bạn phải cân đối cho cô, bệnh nhân này bạn sẽ xài liều mỗi mấy giờ. Chứ không phải bạn nói là thấy T bằng 5, các bạn cho bệnh nhân này xài mỗi 5 giờ cũng được, thì không thể xảy ra được nha. Và tương tự cho liều, liều phải quy quy về cái dạng bào chế của thuốc. Ví dụ như là thuốc đó vancomycin chẳng hạn, lọ là lọ 1.000 mg hoặc là lọ 500 mg, thì khi các bạn làm tròn liều thì chỉ cần tròn xung quanh con số bằng tầm 125, nửa lọ là 250 nè, mà nửa của cái nửa 1/4 lọ chính là 125, nghĩa là tối thiểu chỉ là 125 thôi, bạn không thể làm tròn hơn được nữa. Còn đối với lại amikacin thì cái dạng bào chế của amikacin là 500 mg một ống 20 lít, do đó bắt buộc mình cũng phải làm tròn xung quanh con số, cũng phải gọi là
cố gắng lắm là 125 luôn. Còn nếu không được thì bắt buộc phải xây qua con số 250 thôi, nghĩa là nửa lọ, 1/4 lọ là 125. Nhưng mà thấy là nếu mà 20 lít thì bạn cũng sẽ rất là khó lấy. 20 lít mà bạn lấy 1/4, nghĩa là 0,5 ml, nó sẽ rất là sai số. Do đó mà mình phải cân đối để mình xài cho nó hợp lý. Rồi như vậy thì bây giờ cô cho mình qua bài tập rồi. Rồi đây là bài tập mà mình sẽ làm ngày hôm nay nè. Các bạn bạn nào đã chuẩn bị rồi thì mình có thể trình bày cho lớp nha. Rồi cô mời bạn nào mình đã chuẩn bị rồi á, mình có thể trình bày cho lớp nghe được không? Cô ơi, cho em hỏi cái chỗ mà tính thể tích phân bố á cô. Bạn hỏi đi. Tính thể tích phân bố là mình tính liều ở trên nồng độ C không À đúng không cô? không, thể tích phân bố ở đây là mình sẽ dùng theo cái thể tích phân bố mà dân số, là mình phải nhớ lại Là là sao là bằng 0,7 đúng không cô? đúng rồi, 0,7 lít trên ký cho một cái bệnh nhân bất kỳ. Dạ dạ em cảm ơn cô, em tính làm xong rồi. Ok, bạn bạn tính trên Word hay là trên Dạ em tính tay cô ạ. nhưng mà chút nữa mình sẽ gõ trên Word luôn nha, để cho các bạn mình có thể theo dõi cho nó dễ. Dạ. Rồi như vậy là một chút xíu nữa là bạn Kim Cương sẽ chia sẻ về cái công thức tính tay. Rồi bạn bạn nào sẽ chia sẻ về cái công bạn Kim Cương, mình có thể làm hết được 6 câu không Kim Cương? Dạ hiện tại em tính được tới câu số 4 để em tính thêm câu số 5, số 6 nữa rồi. À, rồi vậy thì bạn có thể tính tay được ha. Rồi vậy thì bạn nào mình có thể tính được bằng máy tính nè. Bạn nào xung phong mình tính bằng máy tính. Bữa nay anh Mỹ Linh mình có tính được bằng phần mềm không? Mình có lên thử phần mềm chưa? À, cô nhờ bạn Minh Hiếu cho cô lại cái số điện thoại nha Minh Hiếu, để cô gửi lại cái file cho mình. Minh Hiếu hoặc là Ngọc hay là bạn Quý cũng được. Rồi cái thao tác trên phần mềm chắc cô sẽ nhờ hai bạn, đó là bạn Hòa Thuận với bạn Mỹ Linh nha, bạn Linh á, mình Vũ Linh với lộn Vũ Linh, mình sẽ hai bạn sẽ cùng lướt trên phần mềm để mà mình hai người tương tác với nhau nha, để tới đâu thì cô sẽ chỉ tới đó, không có vấn đề gì khó khăn. Dạ. Trên phần mềm là chỉ nhập cái thông số ở trên đề cô cho vô đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, được rồi. Mình cứ nhập đi ha, rồi mình có nó ra cái gì rồi mình sẽ đọc thử, mình sẽ tự đọc thử. Dạ. Dạ. Dạ.
Là bạn kim cương xong chưa? Dạ em đang bị rớt câu số 5, số 6 rồi. Không sao, chắc là hai sẽ hỗ trợ thêm cho kim cương nha. Dạ. Rồi rồi, để cô sẽ tấp tấp xe rồi. Vậy thì bạn bạn kim cương mình mở cái quạt lên đi, mình tính ván sao cái gì mở. Em xem màn hình hay gì cô? Đúng rồi, bạn bạn bấm nút share màn hình đó, rồi share cái quạt thôi, cái cửa sổ của quạt. Nó nói là nhờ em xe không được, không sao cô. Đợi đợi cô kiểm tra lại cái phần quyền xe như cô để cho bạn được xe đó. Bạn bạn bấm thử vô nút xe thì nó có báo gì không, tại cô thấy là cô không có khóa cái xe đâu. Nó ghi là host disable participant green save room. Waiting room hả? Rồi thử rồi bấm bấm tôi xe rồi Vẫn không được cô. cô sẽ về cho ta rồi tôi cái xíu. Là được rồi, Cương ơi, Kim Cương ơi. Dạ dạ được rồi. Cô thấy chứ cô?
Và tôi thấy là bạn bạn cứ giải thích cho các bạn nghe đi, bạn cứ giải thích từ đầu đi, như cái ca này thì như thế nào mà bạn đang Dạ, gặp. ban đầu là em tính cân nặng của bệnh nhân trước, và cân nặng lý tưởng của bệnh nhân em tính ra được là 59,6. Thì em tính nó so với cân nặng thực thì bệnh cân nặng thực nó lớn hơn là khoảng 17% so với cân nặng lý tưởng, nên em thấy bệnh nhân không bị béo phì. Ước tính độ thanh thải creatinine em tính theo cái công thức cốc rốt rau là ra được là 92,2 ml trên phút. Ước tính độ thanh thải của vancomycin em tính đổi sang giờ là 0,15 lít trên giờ. Theo thể tích phân bố của vancomycin là khoảng 0,7 lít trên ký. Em tính ước tính hàm số thải trừ Ke của bệnh nhân là khoảng là 0,2. Thời gian mang thải em tính được là 3,5 giờ. Nghĩa là bạn đang dùng những cái công thức như cô hướng dẫn đó đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Chưa tới cái câu 5, để tôi coi câu 5 đang hỏi gì. Câu 5 là lựa chọn nồng độ ổn định mong muốn. Tức là bạn ước lượng coi cái bệnh nhân này bạn sẽ cần cái nồng độ là bao nhiêu thôi. Có nghĩa là bệnh Nồng nhân này sẽ độ đạt được độ ổn định bao lâu, và bạn sẽ ước lượng bệnh nhân này bạn sẽ chọn trong cái khoảng nồng độ như thế nào. Bởi vì mình biết được cái nồng độ phân cô trong điều trị đó, thì bạn sẽ là thấy được bệnh nhân mình này tính cái TSS đúng là CSS. đúng không cô? TSS bệnh TSS là lấy 3,3 nhân cho T 1/2 đúng không cô? Là thời gian mình sẽ đạt được nồng độ ổn định đúng rồi, và cái nồng độ ổn Khoảng định là bao lâu? khoảng khoảng 11,5 giờ. Bạn cứ ghi thử luôn, đi ra cứ ghi ra hết luôn đi. Mình có sáu. Câu số 6 nghĩa là gì nè? Câu số 6 là bây giờ là bạn đã có được những cái thông số liên quan tới bệnh nhân rồi, thì bây giờ bạn ước lượng cho cô là cái liều cho bệnh nhân này sẽ bao gồm hai cái. Một là liều đầu là liều loading, là bệnh nhân này có cần xài liều loading, thì bạn sẽ tính cho cô liều loading là bao nhiêu và cái liều duy trì của bệnh nhân sẽ là bao nhiêu. Nghĩa là mình mọi thứ đều kinh nghiệm, nghĩa là mình theo cái lý thuyết mình làm.
có cái clearance Vanco thì hình như mình đang bị lộn cái con số rồi, tôi lộn cái con Đúng số rồi. Để em đang sửa lại một à, lần. vậy. Bảy, sáu, tám, chín. Cô đang hỏi là cái bạn mà tên bạn bạn tên gì vậy, cái bạn nào mà đang tính cho cô á, đang trả lời đáp án á. Cô không biết tên cô, bạn đang trả lời đáp án Dạ em Kim Cương ạ. không à, bạn mà đang gọi trên cái hộp chat á. À, bây giờ cô sẽ sơ lược ra nha, sơ lược cho các bạn khác. Mình sẽ coi cái đề bài của mình ha, cái câu này nó đang cho cái gì thì cứ đọc cho kỹ thì mình sẽ làm. Nhất là đọc về cái bệnh nhân. À, em nghe chị ơi. Dạ. Không sao, Kim Kim Cương cứ xem cái màn hình quạt đi, để cô sẽ giảng lại. Vậy à, để đến em nhắn mấy bạn để tầm trưa hoặc chiều nha chị. Tại sáng thì em hơi hơi đông á. Rồi như vậy chúng ta sẽ đọc cái đề bài để mình nắm sơ lược về cái bệnh nhân của mình trước khi mà mình tiến hành làm tất cả công thức mà liên quan tới bệnh nhân. À, thì đây là một bệnh nhân nam 50 tuổi, 70 kg, cao 1m63. Rồi nghe mình nắm sơ sơ nha, 50 tuổi nè, trung niên nè, mà nam nè, 70 kg, 1m63. Nên là mình chưa biết bệnh nhân này có béo phì hay không. Rồi bệnh nhân này có bị nhiễm khuẩn, nói chung là người ta không biết, người ta không nói cho mình là nhiễm trùng chỗ nào, nhưng tôi nghĩ là nhiễm trùng da ví dụ vậy, và có định danh ra luôn là con MRSA, con Staphylococcus aureus đề kháng với lại methicillin. Do đó cái chắc chắn mình chỉ định Vanco ở đây là hợp lý rồi nha, Vanco dùng cho MRSA là hợp lý. Bệnh nhân này đo nồng độ creatinine 0,9, mình cứ nhớ nhẩm lại, nếu mà nam thì nó tầm từ 0,8 cho tới 1,2 đúng không, thì 0,9 là nằm trong cái khoảng bình thường.
là khả năng thận này cũng 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 gọi là chưa suy ha. Nếu mà mình tính ra mình thấy mình suy thận nghĩa là mình phải chuẩn mình sai, và cái nồng độ này đã đạt nồng độ ổn định rồi hơn 5 ngày rồi, do đó là mình không cần phải chờ tới cái CSS nha. Và bây giờ ta nói mình phải tính khoáng liều cho bệnh nhân này đi, nghĩa là thường cái câu đó nó sẽ cho tới đây thôi, nghĩa là cái câu hỏi của người ta là bạn chỉ có tính liều thôi, nhưng mà cô đang dẫn dắt các bạn qua những cái bước để cuối cùng mới là cái bước tính liều, đây mới là cái quan trọng nhất của cái bài tập ngày hôm nay. Do đó cô muốn Kim Cương phải làm kỹ hơn cái phần này nè, nghĩa là mình đã học các cái công thức về tính liều rồi, cái liều đầu như thế nào, liều lắp in ra làm sao, và cái liều duy trì tính vô cân nặng gì đó, thì cái câu cái này chính là cái cuối cùng của bài ngày hôm nay. Còn những cái câu trên là những cái câu mà cô hướng dẫn các bạn dần dần á để đi vào một cái trường hợp bệnh nhân để mà tính toán này. Như vậy thì mình biết là đầu tiên mình cứ thấy cân nặng chiều cao là bắt buộc mình phải tính cân nặng lý tưởng rồi, giống như Kim Cương đã tính nha. Đó, giống như Kim Cương đã tính cái cân nặng lý tưởng của bệnh nhân rồi. Sau khi mình tính ra cân nặng lý tưởng thì mình sẽ coi coi cân nặng thật có trên 30% cân nặng lý tưởng hay không, để mình xác định bệnh nhân này có béo phì hay không. Cái như vậy thì mình thấy là gì, theo như Kim Cương tính là không có béo phì rồi, như là đúng. Mình sẽ dùng công thức cốc broc gao để mình ước tính độ thanh thải của bệnh nhân, nó bắt buộc tại vì một bệnh nhân là bắt buộc bằng phải tính được cái clearance creatinine thì mình mới xài thuốc được. Như vậy thì bạn đã tính cái công thức chức năng thận của bệnh nhân theo cốc broc gao ha, 140 trừ tuổi nhân cân nặng chia cho 72 nhân cho giờ serum creatinine rồi, như vậy bạn tính ra được 97,2 ml trên phút rồi, đúng ha. Tới chỗ này nếu bạn nào mà tính không ra được đáp số này thì mình nhớ báo nha, nghĩa là tới đây là phải nhường nhuyễn nè. Bây giờ tới cái bước này thì nó sẽ hơi khác biệt tí xíu, mình sẽ coi coi mình đang sử dụng công thức gì này. Cô coi vancomycin rồi, như vậy đối với vancomycin để tính cái clearance của thuốc á, mình nhớ là nó có hai cái công thức. Nói chung là bản thân của chính hai công thức đó nó cũng đã không có trùng khớp rồi, nên tùy vô mỗi bạn mình sẽ lựa mỗi công thức khác nhau và nó sẽ ra cái kết quả khác nhau. Cô đang trong cái bài này như cô lại không cho cái công thức clearance của bằng cô đây, để mình thấy xíu bài khác này. Rồi bây giờ là bạn đang tính theo công thức nào Kim Cương ơi? Khi tính cái công thức của Clearance Vanco, bạn nhớ bạn phải kèm theo cái đơn vị vào nha, để mình không có bị sót. Khi mình tính đúng rồi, khi mình tính mình luôn luôn kèm theo cái đơn vị, để chút hồi mình làm những công thức kế tiếp đó, thì mình sẽ triệt tiêu được các cái đơn vị lẫn nhau. Rồi nhớ là thể tích phân bố bạn cũng cho cô cái đơn vị vô luôn để mình không có bị quên. Rồi KE cũng vậy luôn, mình phải có cái đơn vị lên. Lúc này mình không còn ký nữa kim cương. Thể tích phân bố thì gọi là thể tích phân bố, lúc nào mình cũng nhớ khi một bệnh nhân sử dụng vancomycin là 0,7 lít trên ký. Như vậy bệnh nhân này 70 kg thì mình đã nhân lên thì nó sẽ là 49 lít thôi, không còn ký nữa. Về cái công thức mà ước tính độ thanh thải của vancomycin thì mình có hai cái công thức tính, thì kim cương là đang sử dụng cái công thức thứ hai đúng không? Cái công thức thứ đầu là 0,695 á, nhân cho cái clearance của thuốc cộng 0,05, đó là công thức số 1. Còn Kim Cương đang sử dụng công thức số 2 là 0,698 nhân cho cái clearance creatinine và cộng cho cái đuôi là 3,66 đúng không? Rồi nói chung hai công thức bạn muốn tính công thức nào cũng được hết, này nó cũng sẽ có sai lệch tí xíu thôi. Thì ở đây Kim Cương đang tính theo công thức số 2
Để coi các bạn còn nhớ cái công thức số 2 tôi quên, tôi mở ra. Kim Cương mở ra cái công thức tính Clearance bằng cô giúp cô với. Rồi các bạn khác là mình theo kịp từ cái bước tính cân nặng lý tưởng nè, tới chỗ mà so không béo phì nè, rồi tới ước tính độ thanh thải creatinine là ok rồi ha. Bây giờ tới cái ước tính bây giờ cô cho những cái dễ trước đi. Ước tính thể tích phân bố của bệnh nhân thì chắc cũng dễ rồi. Mình cứ biết được cái thể tích phân bố chuẩn của bệnh nhân trong kg của bệnh nhân thì mình sẽ ra được cái thể tích phân bố của bệnh nhân hiện tại. Rồi tới bước này là ok nha. Chỉ có cái bước mà mình ước tính độ thanh thải của thuốc thì nó sẽ hơi rắc rối, bởi vì nó bị nhiều cái đơn vị thôi thì nó sẽ rắc rối. Thì như Kim Cương tính các bạn sẽ thấy nhân ra coi có đúng không nha. Kim Cương đang tính cho cô là theo cái công thức là 0,69, 0,698. 0,689 mới đúng không? 0,689 rồi. 689 như 0,98. 0,689 nhân cho 97,2. Rồi, mình cứ nhân thử cho nó ra đúng không các bạn, cứ cứ tự tập tính đi nha để cho đừng có bị lạ. Ra là 70,6. Rồi cứ quan trọng là cái đơn vị thôi. Nếu mà cái đơn vị ngay phút tính Clearance-Banco này, nếu bạn muốn quy đổi về ký cũng được, nhưng mà sợ rắc rối thì thôi bạn khỏi cần quy về ký, bạn tính thẳng luôn thì cũng ok, không vấn đề gì. Nhưng là bạn nhân vô, bạn lấy từ cái Clearance-Creatinine là ml trên phút, bạn ước lượng vô công thức Clearance của Banco thì bạn cũng ra được ml trên phút. Và sau đó là bạn sẽ đổi qua lít trên giờ bằng cách là bạn nhân cho 0,06. Bạn sẽ ra được lít trên giờ, là tới bước này là các bạn chắc hiểu hết rồi ha. Rồi, như vậy thì bạn đã có được cái clearance của thuốc nè. Thì mình sẽ bỏ vô cái công thức KE. KE chính là hằng số thải trừ, thì nó sẽ bằng clearance của thuốc chia cho thể tích phân bố. Thì mình đang có 4,2 lít trên giờ, mình chia cho 49 lít. Như vậy là bạn sẽ thấy mình đã được triệt tiêu của đơn vị lít. Đúng không? Như vậy thì mình lấy 4,2 mình chia cho 49 thì mình sẽ ra được giờ. Tại vì mình đã mất cái đơn vị lít rồi thì bạn sẽ ra được KE là 0,08 giờ. Là tới đây ok chưa? Rồi, có được KE thì mình sẽ ước tính cái thời gian bán thải bằng cách mình lấy 0,693 chia cho KE thì bạn sẽ ra được cái T mà bằng 2 của bệnh nhân này là 8,6 giờ. 86 giờ thì mình nhớ là nó hơi trên số 8 nha. Nghĩa là như vậy mình cứ nhẩm lại, khi mình tính được thì mình phải dò lại với bệnh nhân của mình. Đây là một ông nam trung niên, cân nặng cũng cũng nặng nè, chiều cao cũng tương đối nè, chức năng thận ổng thì cũng bình thường. Như vậy T1-2 của ổng nằm trong khoảng 8 là ok. Chứ bạn tính hồi mà ông này ổng ra tới 16 là coi chừng mình sai. Thứ nhất là ông không bị suy thận. Có nghĩa là mình tự nhẩm ra, và nếu mà ông này ổng nằm từ 8 cho tới khoảng 10 thì vẫn ok. Nên là vẫn đúng với lại cái tình trạng hiện tại của bệnh nhân. Như vậy thì T1-2 của bệnh nhân này bạn tính là 8,6 giờ. Như vậy là cũng nằm trong nhóm đối tượng bình thường đó, không có bị quá. Và cái thời gian để đạt được cái T ổn định nè chính là bằng 3,3 thôi. Bạn cứ lấy 3,3 bằng nhân T1-2 thì cũng sẽ ra được 28 giờ. Rồi bây giờ và quan trọng câu số 6 nè. Câu số 6 Kim Cương làm ra chưa? Câu số 6 Kim Cương đã ước lượng cho cô cái liều loading và liều duy trì được không? Không mấy thì sẽ bạn người khác hỗ trợ nha. Mỹ Hằng, ông Mỹ Hằng mình hỗ trợ tiếp được không? Mới lấy câu số 5 mà con. Rồi, không, câu số 6 thì nó lại hoàn toàn khác. Có nghĩa là bây giờ mình tính được. Tại nãy đề không có biết nhân cái 49 đó cô, ta cái 0,7 thôi à. Nó bị dướng vô đó hả? Rồi, có bạn nào mình ước lượng, thật ra thì nguyên cái từ câu 1 tới câu 5 nó chỉ cho mình thấy được cái bức tranh về bệnh nhân này thôi. Nghĩa là bệnh nhân này hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì về chức năng thận. Như vậy thì bây giờ mình mới tính liều.
bạn nào mình làm xong câu số 6 rồi thì ok. Rồi cô thấy có một bạn mình, một bạn mình, bạn nào, bạn nào mà cô đang hỏi là bạn tính ở trên cái hộp chat đó, bạn cho cô biết tên để bạn có thể giải thích cho cô, bởi vì bạn đang tính clearance theo một cái công thức khác. Rồi để trọn vẹn cho cái bài này thì bạn kim cương mình cứ làm đi. Bây giờ bạn sẽ ghi có hai cách, không quên, không phải có hai cách mà các bước tiếp theo bạn sẽ ghi là cách tính liều loading cho bệnh nhân này nha. Rồi bạn hai chấm bạn xuống hàng cho cô, cái liều loading thông thường của bệnh nhân là nằm từ khoảng bao nhiêu, và bạn sẽ chọn khoảng liều trên bệnh nhân này là bao nhiêu, thì bạn sẽ ra được cái liều loading cho bệnh nhân này. Rồi có bạn nào hỗ trợ tiếp câu 6 không nè? Mình quan trọng là từ câu số 6 nữa nè. Từ 1 tới 5 là mình coi như là mình quen thuộc rồi đó. Mình tính trên là một bệnh nhân này, bây giờ cái câu số 6. Cô cần hoàn thiện câu số 6 thì tôi mới nhờ bạn Vũ Linh với bạn Hòa Thuận mình tiếp tục trên cái vụ tính phần mềm được. Cô là nếu mà tính theo cái liều người này là chức năng thận bình thường thì em tính liều cho bệnh nhân là khoảng 30 mg trên ký trên ngày, thì tính ra là khoảng 2100 mg chia làm 2 lần một ngày. Ok, bạn cứ tính sao bạn gõ vào đi Kim Dương, nghĩa là bạn cứ gõ vào không có vấn đề gì cả. Yeah. Rồi Kim Cương cũng phải giải thích luôn, nghe mình đang làm theo công thức là mình đang tính là được 2100 mg, nhưng mà mình cũng phải nhớ cái lọ của Văn Cô là 500 hoặc là 1000 mg một lọ, và bạn phải đề xuất cái số lọ trên ngày luôn hoặc một lần vậy đó nha.
không được, đều thấp quá. À, kim cương lưu ý nha. Như vậy là đáng lẽ thông thường á là mình chỉ tính, tôi nhắc các bạn luôn, nghĩa là thông thường là mình chỉ tính cho một ngày, nghĩa là liều liều cho một ngày. Ví dụ như kim cương cũng đang sử dụng đây là liều cho một ngày nè, là 30 mg trên ký trên ngày cho bệnh nhân này. Và bạn nhân cho bệnh nhân là 70 kg thì bạn ra được 2.100 mg. Đó là một ngày. Thì bây giờ bạn chia thôi, cái chia khoảng cách liều bạn phải dựa vô clearance và bạn dựa vô cái T12 của bệnh nhân. Như là bệnh nhân này là từ 8, T12 bệnh nhân là tối thiểu là 8 giờ rồi đó. Vậy bệnh nhân này bạn có thể chia từ 2 tới 3 lần. Bây giờ cô ví dụ bệnh nhân này bạn chia 2 lần thì lúc đó một lần sẽ là bao nhiêu? 1.000. Đúng không? Cô ví dụ sẽ có hai cách. Hoặc là bạn đang làm tròn lên, bởi vì bệnh nhân này chức năng thận bình thường quá nên bạn sẽ làm tròn lên là khoảng 2.100, thì tròn lên sẽ là 2.125, 2.225 chứ, bị cho nó chẳng với lọ mình á. Nếu bạn 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 chia bệnh nhân này 2 lần trên ngày thì bạn đang sẽ xài là một lần sẽ xài 1.000 mg đúng không, và bạn sẽ xài mỗi 12 giờ. Đó là một cách. À, ok, ghi vậy cũng được nhưng bác sĩ sẽ không hiểu đâu. Bác sĩ ghi là đề xuất là một lọ 1.000 mg nhân 2 lần trên ngày, nghĩa là bệnh nhân này bạn đang xài nè 2.000 mg trên ngày, nghĩa là bạn đang làm tròn suốt nha. Rồi đó chính là cái liều duy trì, cái này gọi là liều duy trì nha. Còn cái câu này người ta bắt mình làm thêm đó chính là liều loading nữa, là bạn cho cô cái liều đầu nữa, nên bạn phải tính cho cô cái liều loading, liều tải ban đầu. À, thì mình phải nhìn lại cái công thức khi mà mình tính liều tải của vancomycin. Hồi bữa cô có hướng dẫn là mình sẽ dùng khoảng liều là bao nhiêu, từ 20 liều tải này rồi, 20 tải là đến từ 20 tới 30 mg. 30, đúng rồi. Thật ra thì ca này Oxy nếu mà không có dạ. vấn đề gì thì mình chỉ dùng liều 20 rồi vẫn ok, trừ khi bệnh nhân quá nặng ha, bệnh nhân nằm ICU chẳng hạn, người ta ghi vậy á, thì mình sẽ cho maximum là 30 luôn. Còn nếu mà bệnh nhân thông thường thôi mà cần liều tải thì bạn chỉ cần dùng cái cận dưới là 20 là đủ rồi. Hay thì bạn sẽ đề xuất là gì? Mình sẽ dùng liều tải là 20 mg trên kg một lần duy nhất. Như vậy thì bệnh nhân này sẽ dùng bao nhiêu? Như Vũ Linh như thế này là Vũ Linh dùng liều khởi đầu hơi thấp nè. À, bạn Vũ Linh mình sẽ dùng liều khởi đầu là liều tải đó, mình đang nói liều khởi đầu chính là liều tải hay còn gọi là liều loading, thì nó phải nằm trong cái khoảng là 20 tới 30 mg trên ký, thì lúc đó là cái liều khởi đầu của Vũ Linh nó phải hơn. Nếu ở đây là bạn dùng có một lọ như vậy thì Vũ Linh nhìn lại nè, nếu bạn đang dùng liều tải một lọ, 12 giờ sau mình dùng liều duy trì giống như kim cương đề xuất, nghĩa là cứ một lọ mỗi 12 giờ, nghĩa là cái liều tải mình nó không có khác biệt. À, do đó nếu bạn Dạ. dùng cái liều tải đúng là 20 rồi, như vậy bạn sẽ dùng bao nhiêu? Nếu bạn tính ra là Ba khoảng ống từ ngàn tư thì 500 thôi cũng cô. được, hoặc là Dạ. mình đang Ống dùng cho mình đang ống dùng 1 1.000 hết đi, như ống là 1 nãy giờ mình ngàn thì đang dùng là một ống ngàn rưỡi. Dạ. Ống rưỡi tức là 1.500 mg cho liều đầu. rồi ok, đó có nghĩa là mình phải đề xuất như vậy đó, nghĩa là liều đầu tiên mình sẽ xài một một ống rưỡi, rồi sau đó 12 tiếng mình sẽ xài một ống rồi, ok chưa. Thật ra ở đây mà bạn một chút nữa Mỹ Hằng sẽ gửi cái file này cho lớp luôn nha, coi như Mỹ Hằng quên Kim Cương chứ, Kim Cương gửi cái file này cho lớp coi như đó là một cái bài giải, nhưng mà Kim Cương ghi cho cô cái cách hai trong cái chọn liều duy trì đi. Liều tải là ok nha, các bạn thống nhất là bệnh nhân này mình sẽ xài một lọ rưỡi thôi, 1.500. Rồi bây giờ tới liều duy trì nó hơi hơi khác, cái chỗ này là bạn đang chọn làm tròn xuống, bây giờ cô muốn tròn lên, cô muốn tròn xuống nữa, mà tại vì cô thấy bệnh nhân này có T 1/2 là tầm khoảng 8 tiếng nên cô muốn bệnh nhân này phải xài 3 lần. Nói chung mình cứ làm hai cách đi, chút nữa hòa thuận với lệ Vũ Linh làm trên phần mềm mình sẽ thấy cái cách nào sẽ tốt hơn nha. Rồi liều tải thì bạn copy bạn quăng lên trên cái liều tải này nè, bạn copy bạn quăng lên trên, tại vì bắt buộc đó là liều đầu tiên nó phải nằm ở trên. Hãy
À, như vậy là bạn sẽ có liều tải là ok nha, chính xác. Bệnh nhân này liều tải là xài 1 lọ rưỡi. Liều hàng ngày thì có hai cách. Bây giờ bạn đề xuất số 1 đi, đề xuất của bạn số 1 chính là 1 lọ 1.000 mỗi 2 lần. Bây giờ bạn đề xuất cho cô thứ hai, nghĩa là hai cách đấy. Nó sẽ tùy vô cái nhiễm khuẩn của bệnh nhân và cái lâm sàng. Rồi, đề xuất hai. Đề xuất hai của cô là cô đang muốn xài 3 lần cơ. Nghĩa là bạn đang có 2.100. Bạn chia 3 nghĩa là 700 đúng không? 700 thì rất là khó lấy. Nên bạn sẽ cho cô là 750, nghĩa là 3/4 lọ đó. Cái này lấy được nha. Đề xuất 2 là 750 mg trên lần mỗi 8 giờ, nghĩa là nhân 3. Kim cương điền vào nè. Rồi. À, kim cương cho cô cái ngoặc đi, nghĩa là bạn đang xài 750 mỗi 8 giờ, nghĩa là tổng liều hàng ngày của bạn sẽ xài lên 2.250 mg, 2.000 à, tổng liều ngày, tổng liều trên ngày. Này là khoảng 2 lọ rưỡi, 1 lọ 1.000 hả cô? À, 750 thì tương ứng với lại 3/4 lọ, 1/4 lọ. 3/4 nghĩa là thật ra cái băng cô nó là dạng bột, và khi mà mình pha loãng á thì cái lọ bột đó mình cũng phải pha với 10 ml nước muối chẳng hạn, nước cất chẳng hạn, thì mình sẽ lấy được 7,5. Nghĩa là mình pha từ 1.000 gram á, 1.000 mg thành 10 ml, và giờ bạn cứ lấy thôi. À, thì thường cái liều mình nên tròn tròn vậy nó dễ, 3/4 thì được hoặc là 1/2 cũng được, nhưng mà đừng có 1/5 thì nó cũng hơi khó thôi đó. Đúng rồi, sử dụng 3/4 lọ và mỗi lần nhân 3 lần. Rồi, cái quan trọng là chỗ này, như là mình đang có hai cái cách đề xuất liều, và bây giờ mình sẽ không biết là cái đề xuất nào của mình bệnh nhân sẽ đủ liều hơn, thì mình sẽ đi qua cái phần mềm. Đương nhiên để mà đủ liều hơn thì chắc chắn là mình phải lấy máu bệnh nhân thực tế để mình đo nồng độ rồi à. Rồi, xong cái file này, cái Kim Cương sẽ gửi cái file này cho nhóm nha, cho group đi, để cho lớp có thể nhớ được cơ bản một cái cách tính liều như thế này, và bây giờ mình sẽ up lên cái phần mềm. Rồi, cô sẽ nói lại cho mình nhớ, tức là cái tổng liều hàng ngày của vancomycin thì sẽ bằng 30 mg trên ký, là trên nguyên ngày nha. Còn nếu mà bạn đang tính 15 mg trên ký thì thường ta nói là mỗi 12 giờ nha các bạn, nên coi chừng mình sẽ bị thiếu liều á. Nếu mà bạn lấy 15 mg trên ký trên ngày là bạn sẽ bị thiếu liều nha. 15 mg trên ký là thường mỗi 12 giờ, và người ta sẽ tính một cái liều tổng là 30 mg trên ký trên ngày, đó là liều hàng ngày. Còn nói tới cái liều khởi đầu hay còn gọi là liều loading, mình gọi là liều tải đi, tại vì nếu bạn dùng liều khởi đầu thì bạn sẽ bị lộn. Có khi liều khởi đầu nó cũng chính là liều duy trì luôn, nếu như bệnh nhân nó không cần xài liều tải thì bạn sẽ bị nhầm. Do đó bắt buộc bạn phải nhớ là liều tải chính là liều liều cao ban đầu, thì thường sẽ dùng cho những cái trường hợp mà bệnh nhân nặng đó. À, thì giống như trường hợp này, thật ra ca này nếu không nặng thì cô không cần xài liều tải đâu, nhưng cô muốn mấy bạn phải biết cách tính liều tải. Thì quy ước liều tải của mình là luôn luôn nằm từ khoảng 20 tới 30, tùy vô cái tình trạng bệnh nhân mà bạn sẽ chọn là 20 hay là 30. Ví dụ như bệnh nhân này mình thấy không có gì, người ta không cho thêm thông tin, thì thôi mình cứ chọn tối thiểu nhất là mình tải. Thì cái tải này nó mới khác biệt nè, có nghĩa là bạn tải như là bạn đang xài 1 lọ rưỡi, bạn khác hẳn với liều duy trì là bạn đang xài 1 lọ, ví dụ vậy.
Còn nếu mà bạn tải mà bạn dùng có 15 thì nó không gọi là tải ha. Nếu bạn dùng 15 thì bạn đang dùng liều như là liều duy trì nha, để cô nhắc để cho mình nhớ để mình có bị nhầm cho đó không. Rồi bây giờ chắc là nếu mà bạn đã gửi rồi thì cô sẽ nhờ bạn tắt cái xe ha, để cô nhờ bạn Vũ Linh và bạn Thuận mình sẽ mở cái link cam lên để mình làm thử. Linh làm đi Linh ơi. Rồi bạn Linh mình share cái màn hình clean cam đi. Linh share màn hình đi Linh ơi. Share sao? Mình có cái nút chủ xe đó bạn. Share screen á, cái nút màu xanh xanh ở phía dưới cùng á. Cái chỗ mà share screen á. Rồi thấy chưa cô? Rồi. Bây giờ mình cứ mở từ đầu. Rồi mình giải thích cho cô cho các bạn cùng nghe. Ở đây cái phần cân nặng thì bệnh nhân là 70 kg, em nhập vào 70 kg, đơn vị là kg. Chiều cao của mình ở đây là cm 163. Bệnh nhân này là giới tính là nam. Nam rồi. Chọn nữ. Nam thì chọn nam. Rồi ok. Dạ đúng rồi. Rồi cái đấy, câu này nè bạn, ở dưới nè, người ta hỏi là bệnh nhân này có bị nặng hay không. Dạ, thôi không. Bây giờ mình cứ chọn là không đi nha, nhưng mà chút mình sẽ chọn nặng sau nha. Bây giờ mình chọn là không. Dạ. Chưa bạn ở cái chỗ mà clearance method nè, có nghĩa là cái công thức bạn nâng tính clearance bạn đừng chọn nha, bạn click lại vô cái chỗ mũi tên cho cô nè. Rồi click vô, rồi bạn chọn cứ bình thường thôi, đúng rồi, đừng chọn gì cả. Rồi rồi bây giờ người ta hỏi bạn có khuyến cáo liều loading không. Rồi ok bạn chọn yes. Rồi. Rồi cái creatinine mình đây là 0.9. Rồi. Tuổi là 50. Rồi. Cái chỗ mà người ta đang hỏi bạn nè, bạn đang tính tính cái liều á, liều của thuốc theo cái gì? Đấy. Bạn có sẵn cái no đo nồng độ chưa? Thì mình chưa đo nên mình là no. Yeah. Rồi. Rồi ok. Rồi bấm chọn vô. Rồi chưa nha, bạn cứ đọc từ từ, bạn kéo xuống dưới nữa thì nó có những cái bạn kéo nữa đi, nó có những thông số phía dưới không, có thông số về clearance độ dưới không, không có thôi. Vậy này tại mình vô thẳng tính liều con cô luôn. Rồi thôi kệ được rồi. Rồi bây giờ bạn lên cái bản kết quả của nó đi. Rồi nó đang đề xuất gì nè. Đây bạn sẽ thấy nó đang đề xuất cho mình là cái liều tải. Đây mình cái liều tải một liều duy nhất là 1750. Rồi. Còn cái liều duy trì của mình là 750 sau 8 giờ. Rồi, mỗi 8 giờ nha. Mỗi 8 giờ và truyền, nếu mà truyền trong vòng 1 giờ. Rồi. Thời gian truyền á 1 giờ. Cái AUC mình ở đây mình đạt cái AUC trên mic là 495. 495 đạt không ạ? AUC nó ước đoán là khoảng 495 hay đạt không? Đạt. Vì sao? Nó nằm trong cái khoảng 400 đến 600 nè cô. Rồi cái nồng độ cái nồng độ đỉnh của nó là 225,7. Bạn đang ước đoán nha, cái này mọi thứ đều ước đoán đó. Nồng độ đáy này là 16,2. Cái nồng độ đỉnh, cái ước đoán gì là mình nó có đạt hay không đạt hay không cô? Mình phải giải thích chứ. Rồi cô hỏi Hòa Thuận luôn, nếu nồng độ đỉnh của Văn cô 25,7 thì đã đạt. Vì sao Văn Thuận? Ý là cái nồng độ đỉnh của Văn Cô nằm trong khoảng nào? Dạ nó nằm trong khoảng từ khoảng từ 10 đến 30 là nó đạt hay không? Không, trong cái giới hạn trị liệu đỉnh của nó là từ 10 đến 30. Tức là đỉnh. Đáy là đỉnh. Đỉnh là từ 20 tới 30. Nha. 20 tới 30. Đúng rồi. Dạ. Dạ, còn đấy. Dạ, còn đáy là tối thiểu là 10. Đúng không ạ? Đúng rồi, tối thiểu là trên 10 đúng không con? Nhưng mà nó cũng có khoảng luôn nha. Đấy thì cũng là từ 10 cho tới 20 nha. Dạ. Như vậy là đỉnh và đáy như thế này là gì? Nằm trong khoảng trị liệu. Rồi, Vũ Linh kéo xuống tí xíu mình. Rồi, xuống nữa luôn.
bạn xuống dưới bạn sẽ coi những cái đề xuất nè, người ta sẽ so sánh những cái lựa chọn liều khác nhau nè. Như hồi nãy lúc mà mình tính tay mình thấy mình có một chế độ là gì, bạn đang xài 1 gram mỗi 12 giờ đó, hồi nãy kim cương đang chọn 1 gram mỗi 12 giờ vẫn đạt thôi. Mình nhìn vô mình thấy vẫn đạt là khoảng AUC khoảng 441 là nằm trong khoảng đạt, nhưng mà mình sẽ nhìn thấy nhìn nồng độ đáy cũng đạt luôn, cũng không tới nổi, đúng không? Rồi còn nếu như nó đề xuất nè, phần mềm đang đề xuất là 750 mỗi 8 giờ thì mình sẽ thấy là gì, AUC nó cao hơn được miếng 495. Tuy nhiên đáy nó cũng khá là cao nha, đáy của mình là nằm trong khoảng từ 10 tới 20, nhưng mà thật ra trong những nhịp thở thông thường á là chỉ cần 10 tới 15 thôi, trên 15 thì người ta sợ cái nồng thở. Do đó mình phải suy nghĩ là mình sẽ suy nghĩ coi giữa cái bệnh nhân này là cái nhiễm khuẩn nó đang mạnh mẽ hay là chức năng thận bệnh nhân có bị yếu hay không, có bị suy giảm hay không, thì mình sẽ có hai cách lựa chọn như phần mềm, nhưng mà nó vẫn ưu tiên nó chọn 750 hơn. Lý do đó như cô nói, bệnh nhân này đang gọi là trung niên, chức năng thận vẫn còn đang tốt thì nó sẽ muốn xài một cái liều để cho nó hiệu quả nhất ha, thế AUC nó phải đủ cao, còn AUC dưới này hơi thấp. Đó là cái lý do mà cô nói là mình cứ đưa ra hai đề xuất đi, còn khi mà mình làm mình đo thì mình sẽ lựa chọn sau cho nó phù hợp. Rồi rồi bạn lên đi, Vũ Linh, bạn lên kéo lên trên cho cô. Nếu bạn chọn không chọn liều tải đi. Không chọn liều tải rồi đó cô. Rồi mình lên cho cô cái hình biểu đồ á, cái biểu đồ rồi đây nè. Rồi các bạn sẽ thấy nếu mình không liều tải nè thì nó sẽ rất là lâu đạt được cái khoảng nồng độ mình mong muốn. Các bạn sẽ thấy một liều, hai liều nó còn mới chậm thôi, và liều thứ ba nó mới đạt. Do đó cái việc dùng liều tải thì nó sẽ đem lại cái nồng độ nhanh hơn ha, đem lại nồng độ nhanh hơn. Tuy nhiên cũng phải gọi là phải tùy bệnh nhân đó. Nếu mà bệnh nhân thấy chức năng thận suy giảm thì thôi đừng dùng liều tải. Còn bệnh nhân này chức năng thận bệnh nhân ổn định thì mình sẽ xài liều tải. Đó chính là thao tác trên phần mềm, có thấy dễ không? Đơn giản không? Nhưng mà thi đâu được làm trên phần mềm này không? Đương nhiên thi thì không được dùng máy nên mình sẽ không làm trên phần mềm. Tuy nhiên mà là ý là cô chỉ cho mình cái cách để mà khi mà mình gặp một cái ca nào mình cũng có thể gõ trên phần mềm. Nhưng mà muốn được trên phần mềm thì bạn phải làm tay quen cái đã. Mình làm tay mình mới thấy gọi là tương đồng giữa phần mềm và tay, chứ nếu mà mình nhìn trên phần mềm không thì mình sẽ bị phần mềm nó dẫn dắt và mình sẽ chọn một cái liều nó sẽ gọi là nó không chính xác trên bệnh nhân của mình, nên cô sẽ bắt là mình chọn tay đó. Vậy là phần mềm mình thấy đơn giản không, quá là đơn giản, nhưng mà tại vì cô muốn bạn Vũ Linh á, bạn ra lại cho cô cái phần gọi là tính clearance creatinine thôi, chứ đừng có vô thẳng cái vancomycin, có nghĩa là cô đang muốn kiểm tra lại cái cân nặng lý tưởng rồi chức năng thận của bệnh nhân của kim cương, coi tính tay nó có phù hợp hay không. Rồi mình tìm cái chỗ creatinine, đúng không? Creatinine ở trên, creatinine clearance. Rồi đó, bạn cứ nhập y như những cái thông số này. Rồi trong lúc Vũ Linh đang tính cho bài 1 thì cô cũng cần các bạn khác mình làm cho cô bài 2. Bài 2 cho nó nhanh. Bài 2. Bài 2 thì nó cũng y chang vậy, nhưng nó khác cái là bệnh nhân này bị suy giảm chức năng thận. Cô chỉ cần các bạn tính cho cô cái trên phần mềm luôn cũng được đó. Bạn nào đó tính trên phần mềm cho cô.
ở bài tập số 2. Rồi, bạn Vũ Linh mình đăng nhập vô rồi. Cái chỗ cái ray ray à, đây là cái chủng tộc thì mình cứ non black đi, mình không phải là da đen ha. Lúc nào mình cũng chọn này mặc định chưa. Cái chiều cao bạn phải chọn cm. Chiều cao bằng in thì nó không ra. Rồi. Cân nặng kg mèo ok. Đây, cái chỗ mà chứ không thận mà thấy cái chữ stable có nghĩa là có ổn định không? Nếu bệnh nhân không ổn định thì chọn ở đây. Nếu bệnh nhân mình ổn định thì chọn đây. Dạ. Các thông số mình đều phải khai báo. Còn chỗ này là cái chỗ amputation này là gì cơ? Khỏi khỏi nó có liên quan gì khỏi nha. Rồi bạn calculate, rồi mình bước xuống từ từ xuống luôn. Trước tiên mình sẽ đọc cái bảng ở phía dưới, các bạn ở đây cân nặng lý tưởng xuống nữa rồi nha. Bạn thấy là cân nặng lý tưởng coi nó phù hợp chứ nãy kim cương tính hay không ha. Cân nặng lý tưởng là 59,7 kg và phần trăm cân nặng lý tưởng là gì, chỉ có trên 17 thôi. Như vậy bệnh nhân này không béo phì à, có nghĩa là mình đang làm đúng ha. Rồi vậy nếu vậy thì mình sẽ chọn chức năng thận theo công thức nào? Cholesterol. Rồi theo gì? Cholesterol mình có 4 cái nè, bạn sẽ chọn gì? Cholesterol cân nặng lý tưởng, cholesterol theo cân nặng không mỡ hay cân nặng hiệu chỉnh hay cân nặng thực? Là cân nặng lý tưởng, cholesterol theo cân nặng lý tưởng. Không không, cholesterol là theo cân đúng nặng thực. Thực cân nặng thực. Đúng rồi. Cân nặng thực mới đúng nha, đừng chọn theo cân. Dạ. Nặng à là total. Mình chọn cái này. Dạ, yeah, total body weight hả cô? Dạ đúng rồi. Vậy nếu trên phần mềm thì bệnh nhân này mình chỉ chọn, mình chọn là 85 ml trên phút. Dạ. Thì nó sẽ có chênh lệch với mình tính tay, tay mình tính ra được 97. Nhưng dù sao nó vẫn trên cái ngưỡng 80 thì không có gì thay đổi về điều cả. Những trường hợp khác thì mình như thế nào mình mới chọn cái cốc rau theo cái trường hợp kia cô? À, ví dụ như bệnh nhân mình béo phì thì nó sẽ ra cho bạn một cái Salaza cốc Coran nữa, thì mình cứ chọn Salaza cốc Coran thôi, còn những cái trường hợp còn lại đừng chọn gì cả. Dạ. Các bạn đừng chọn. Vậy vậy là nếu trường hợp mà bệnh nhân không béo phì thì mình cứ chọn là cốc Coran theo cái đúng rồi, cái căn nặng thực. Đúng rồi. Dạ ok. Nhớ chọn một cái thôi, đừng chọn lung tung rồi sẽ bị nhiều việc sai. Dạ. Nó sẽ bị hiểu cho mình. Dạ. Rồi vậy thôi đó. Đó là cái công thức trên phần mềm để mình nhìn nhanh, à, nó tính sẵn cho mình hết, mình không cần tính gì. Rồi sau đó mình chỉ cần áp vô bệnh nhân của mình thôi. À thật ra thì hồi nãy cái vancomycin hả, nó có tính luôn cho mình T1/2 đó. Chắc là Vũ Linh quay lại cô cái vancomycin đi. Vancomycin hồi nãy đi. Mình sẽ qua cái chỗ công thức để mình dành tính cho mình T1/2 luôn. Coi nó có giống như mình tính luôn. Rồi bài 1 của mình thì đi hơi chậm tí xíu, nhưng tới bài 2 thì sẽ nhanh thôi. Nên bài 2 thì cô sẽ nhờ bạn nào đó mình sẽ làm sẵn cho cô. Rồi rồi cô bài 2 sẽ là bài 2 ai sẽ xung phong? Mỹ Hằng không? Bài nằm ở đâu cô? Bài tập số 2 á Mỹ Hằng. Tại cái điện thoại em đang để quay video. À rồi. Để chút cô chiếu lên cho mình coi. Mình chỉ cần thao tác cho phần mềm và chọn liều cho cô thôi. Có nghĩa là bạn làm gì bạn làm, nhưng cuối cùng bạn phải đề xuất cho cô là bạn xài mấy lọ, cách bao lâu nha. Đó mới gọi là thực tế. Rồi, Vũ Linh kéo xuống nữa với cô nha. Kéo xuống nữa. À, giờ kéo vô đây. Vậy nó có chiều cao bị sai rồi kìa. Nó ghi là điền cờ chiều cao vào. Chiều cao cm. Rồi. Sửa lại rồi cô. Rồi, chưa rồi, bạn quay lên cái bảng này. Rồi xin lỗi đó. Chưa, cái bảng này nó đang là dosing information, nghĩa là cái thông tin về liều. Rồi bạn vô chữ kinetic kìa. Rồi bạn sẽ thấy người ta tính cho mình nè. Rồi, kéo lên tí xíu nha để coi nó có đúng với những thông số mình hay không. Không. Rồi. Không vô cái chỗ đó đi. Rồi. Lướt ở phía dưới để coi người ta ước tính half life đây. Như cái bệnh nhân này bạn sẽ thấy người ta ước tính half life cũng như là T1/2 của bệnh nhân á. Ừ, mình cứ đọc à, đó mình cứ đọc thì nó sẽ khác nhau một tí xíu là số. Nhưng thể tích phân bố cũng khác nè. Dạ. 69 lít. Hình như là tại vì Vũ Linh chọn bệnh nhân này nặng đúng không? Ban đầu bạn chọn bệnh nhân này là nặng đúng không? Hay là no rồi?
nặng hay không. À đúng rồi, à bạn chọn liều tại đây bạn chọn liều tại. Vậy là chọn liều thường hả cô? Không sao, ok, được rồi, rồi. Các bạn chiếu ở dưới để cô đọc cho các bạn. Rồi như vậy bạn thấy là trên máy nó sẽ tính giùm mình luôn. Nó sẽ tính cho mình là clearance này nó sẽ đổi ra là lít trên giờ. Không sao, mình cứ nhân nó sẽ bị lệch tí xíu, không vấn đề gì cả. Và nó ước tính cho mình hằng số phải trừ là 0.06 hồi nãy luôn, mình là 0.08 không? Rồi nó tính cho mình, tại vì cái clearance nó hơi lệch với mình. Clearance mình tính tới 97 nhưng nó tính có 75-80 thôi. 85. À, 85. Rồi T1/2 nó ra tới 10. Do đó như vậy bạn thấy sẽ mâu thuẫn với máy tính nè. Máy tính nó tính half-life là tới 10 mà nó đi nó chọn liều 8. Mỗi 8 giờ đó là mình thấy nó lệch rồi đó. À, cái mình tính tay nó hợp lý hơn. Nghĩa là khi mình tính tay thì cái T12 bệnh nhân phải 8.6 thì cô vẫn ưu tiên cô chọn 8 đi. Nghĩa là bệnh nhân này cô xài mỗi 8 nó vẫn hợp lý. Còn nếu như máy nó tính mà ra 10 thì bắt buộc bạn phải chọn 12 thôi thì bạn quay về 8 được. Nghĩa là nó 10 là nó đã cao rồi mà bạn quay về 8 là bạn sẽ bị quá quá cái khoảng nồng độ. Ví dụ nồng độ đáy chẳng hạn cho bệnh nhân. Đó, thì đây là chị nãy cái máy nó chỉ đề xuất liều 750 × 2 thôi. Chứ nó không đề xuất nhân 3. Đúng rồi, tại vì khi nó tính cái công suất nó lệch chứ mà. Thì thông thường đối với lại vancomycin á, trên máy á, nó luôn luôn tính thấp hơn so với thực tế nha. Nghĩa là cô nói rồi, có nghĩa là trên cái thực tế mà cô tính cho bệnh nhân là cô phải cộng thêm. Chứ cô không có làm giống máy thì sẽ bị thấp, thấp liền. Cái đó là cái kinh nghiệm đó mà mình trong quá trình mà mình làm thực tế cho bệnh nhân mình sẽ thấy là máy nó sẽ thấp. Trên máy thì chỉ ước tính thôi, nhưng mà tính tay mới là chính xác đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, chính tính tay nó mới là trên bệnh nhân của mình. Còn trên máy nó chỉ ước lượng mọi thứ, ví dụ như thể tích phân bố nó cũng ước lượng mọi thứ hết, nó không có dùng thực tế cho bệnh nhân của mình. Rồi vậy bạn thấy là thao tác trên máy cũng không có quá khó nha. Cái khó là chính là mình làm sao mình từ cái máy mà mình ước lượng trên người bệnh của mình đó, thì nó mới khó thôi. Chỉ còn tính trên máy nhập cũng được vậy. Rồi bây giờ cô nhờ bạn Vũ Linh tắt giúp cô nha, để cô share cái bài tập 2 để cho bạn Mỹ Hằng với Mỹ Hằng xài trên máy tính hay điện thoại. Các bạn nào trên máy tính thì mình làm bài tập 2 cho cô. Em trên điện thoại cô. À vậy giờ các bạn nào trên máy tính không? Thôi vậy bây giờ bài tập 2 cô sẽ nhờ bạn Vũ Linh luôn nhập thông số và một bạn sẽ đọc kết quả cho cô và chọn liều. Tại vì lỡ Vũ Linh đang ngồi trên máy được rồi thì cô sẽ nhờ bạn Vũ Linh mình mở share cái màn hình lên và một bạn khác sẽ cùng hợp tác. Rồi dây Mỹ Hằng mình sẽ đọc cho bạn Vũ Linh nha. Mỹ Hằng sẽ đọc cho bạn Vũ Linh nhập thông số và con chiếu cái bài lên đi cô. Rồi cô chiếu lên cho bài tập con cô bài số 2 đây bài số 2 cũng y chang vậy thôi, có nghĩa là cái ông bệnh nhân này cũng y cũ, chỉ khác là nó creatinine ổng thì nó cao hơn tí. Rồi không có gì thay đổi trên cái bệnh nhân hồi nãy, chỉ có ngoại trừ chức năng thận. Rồi nhớ số 3.5 nha, ông bệnh nhân không đổi, creatinine thận là 3.5 mg trên decilit. Rồi ok chưa, tại vì cô sẽ tắt cái xe của cô thì bạn Vũ Linh mới mở được cái xe của Vũ Linh. Rồi chị bạn Vũ Linh sẽ mở cái màn hình cái bài cho Mỹ Hằng sẽ đọc kết quả giúp cô và Mỹ Hằng sẽ chọn cho cô cái liều cho bệnh nhân cũng như là khoảng cách liều. Rồi cô nhờ bạn Vũ Linh share lại cái màn hình. Rồi và bạn Hằng mình cứ nói Vũ Linh nhập cái gì mình cứ nói. À, cân nặng là nhập 70 đâu rồi. Ok, cân nặng nhập 70 anh. Chiều cao cũng là 163 cm, giới tính là nam luôn.
Vậy cái chỗ bệnh là để no luôn hả cô? Nặng hả? Không, chỗ mà bệnh á cô, bệnh Nặng nặng á ok, là cứ no đi, no no. luôn. Còn liều Loratadine là no luôn hả cô? Tùy mình thôi, mình sẽ hai cách. Bạn bạn nôi bạn phải giải thích cho cô lý do và sao bạn nôi, còn nếu mà bạn muốn thì lý do bạn cũng Tại vì em thấy cái chức năng thận là 3,5 là hơi, creatinine là thấp đó cô, X1 cao 0,61. Chức năng thận bình thường là 0,6 đến 1,2 mà chức năng thận này là 3,5. Em không dám sử dụng cái liều loratadine cô, em làm sử dụng liều bình thường thôi. rồi ok. Rồi creatinine là 7,5. Tuổi là 5, 3,5 chứ, nhầm, 3,5. Rồi tuổi là 50. Cái liều dùng của người này là, để em đọc từ từ, 1.000 mg cứ mỗi, của mỗi 36 giờ. 1.000 mg mỗi 36 giờ thì nồng độ AUC trên lít là đạt được là 514. Nồng độ đỉnh là 29,2, nồng độ đáy là 15,1. À, nhìn xuống tí xíu biểu đồ của okay. Rồi thì lúc đó bạn sẽ coi bạn giải thích thay là bạn nếu bạn không xài liều lót đi thì ở cái liều đầu tiên Hai ba ít nhất là phải liều thứ hai ha, liều thứ hai bệnh nhân mới đạt được cái nồng độ đáy và đỉnh, mà dạ muốn thì cũng chẳng vấn đề gì ha, cũng không có quá quá cao thì thôi là ok, mình khỏi xài liều mặc định. Rồi vậy là bạn khuyến cáo bệnh nhân này là mình sẽ xài gì? Một mình cứ nhìn kỹ cái bảng này đi, cái bảng so sánh là lựa chọn liều này, mình sẽ thấy là mình cần xài không. Ở khuyến cáo theo cái bản này là liều 1.000 mg cứ mỗi 36 giờ. Như là Phải mình sẽ không đề cô? xuất, mình đề xuất không có ghi vào trong này 1.000 mg theo cứ mỗi 36 giờ là sử dụng 1.000 mg. à, nghĩa là một lọ mỗi 36 giờ mình sẽ dùng một lọ. Dạ, 36 giờ là một ngày rưỡi. 24. Rồi Vũ Linh xuống tí xíu dùm cô ở chỗ khoảng 48 giờ, trong mỗi 48 giờ thì nó sẽ xài bao nhiêu nè. 48 giờ là sử dụng, là nếu mà để đạt cái AUC giống như ở trên trên MIC là cô là phải sử dụng 1.500 mg. Chào quá. Sao nó như nè, tại vì nếu bạn xài mà một lọ mỗi 36 giờ nó cũng sẽ hơi khó, bởi vì bạn đang xài ngày rưỡi á, thì sẽ có chọn, ví dụ như cô xài 12 giờ trưa hôm nay thì một ngày rưỡi sau cô sẽ xài 12 giờ 12 giờ đêm, đêm. rồi cứ một ngày rưỡi sau nó sẽ khó, nên là mình sẽ nghĩ về cái cách xài nó khó, Thì là nên thường cô sẽ 48 giờ đúng mỗi rồi, 2 thường cô ngày. sẽ chọn mỗi 48 hơn. Còn nếu mỗi 48 thì mình sẽ dùng liều bao nhiêu? Mỗi 48 thì sử dụng cái liều 1.500 cho nó dễ sử dụng hả cô? Một lọ 1.000 với lọ 500 hoặc là lọ rưỡi 1.000. Đúng rồi, thì nói chung là mình sẽ có hai cái, có nghĩa là nó sẽ đưa cho mình thấy nè 1.250. 1.250 thì mình sẽ được Dạ. 480, 1.500 thì mình sẽ được gần 600, vậy mình phải đắn đo thôi, mình sẽ chọn 1.250 hay 1.500. Nếu mà chức năng thận của bệnh nhân giảm thì mình nên chọn là 1.250 cô, để Phải nồng nằm độ ở gần đáy 1.000 là nó đến 12,6 và nồng độ đỉnh nó là 30 là vừa là nồng độ phải. đỉnh đạt à. Dạ Còn đúng nếu rồi. bạn chọn 1.500 thì cái nguy cơ bệnh nhân sẽ độc độc tính. Tích nồng độ Dạ đáy cao vậy. à, thì mình đề xuất vậy thôi. Thế là sẽ có hai cách, đúng nhất thì mình sẽ chọn 1.000 mỗi 36 giờ, nhưng cách này xài rất khó à, do đó cách thứ hai là mình sẽ chọn 1.250 thì mỗi 48 giờ, đó là mình đề xuất với bác sĩ thôi. Rồi bây giờ cô nhờ Vũ Linh cho cô coi những cái thông số về dược động của bệnh nhân, có nghĩa là T1 phần 2 rồi này nè. Rồi mình vô cái chưa 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 lướt lại à, cái chủ kinetic đúng rồi.
Thật ra thì mình tính tay thì chắc ăn hơn nha. Nếu mình tính tay bệnh nhân này mình ra cái T1 bằng 2 là bao nhiêu thì mình có thể xài được, thì mình biết được T1 bằng 2 như là như máy tính là nó ra khoảng 37 giờ. Đúng rồi, do 36 nên nó mới chọn là 36 giờ đó. Nên nếu mình tính T1 bằng 2 bệnh nhân của mình tầm khoảng 24 thì mình sẽ mỗi 24. Còn mình tính ra trên 36 thì mình sẽ chọn trên 36. Thì đương nhiên cái bài này các bạn cứ việc tính tay đi, có nghĩa là tính tay như đẩy kim cương nào ạ. Ra những cái thông số về T1 2 thì mình sẽ lựa chọn sẽ hợp lý hơn. Còn theo đề xuất của máy là mình sẽ xài 1 gam mỗi 36 giờ, và mình lại thấy nó hơi khó khó thì mình đang muốn là 1 2 50 mỗi 48 giờ. Đó là cái cách mình đang tính bằng máy nha. Còn mấy bạn cứ việc tính tay để bạn sẽ ra được cái đề xuất nó hợp lý hơn cho bệnh nhân của mình. Rồi, ok, cô cảm ơn các bạn nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ qua tới một cái bài tiếp theo. Đợi tôi tí xíu. Rồi, bài thứ ba này các bạn cứ nhìn kỹ và cô cũng cần bạn nào đó thực hiện cho cô. Rồi, một bệnh nhân nữ 35 tuổi, nặng 150 kg. Cân nặng thì nó tính bằng in đó, in dưới phút á. Rồi, bị nhiễm con Staphylococcus epidermidis ở khớp gối, bệnh nhân này là đái tháo đường rồi, à, quá nặng ký, nhìn vô là mình biết là gì, béo phì rồi đó. Nhưng mà cô muốn các bạn khẳng định lại cho cô là bệnh nhân này có béo phì theo công thức hay không. Rồi, bệnh nhân này béo phì chắc chắn là đái tháo đường rồi, và đái tháo đường với một cái nhiễm trùng tụ cầu da nha. Rồi thì chắc chắn sẽ xài vancomycin, creatinine là 0,7 và người ta cũng cho là ổn định luôn. Và bạn sẽ tính cho cô y chang như nãy giờ những bệnh nhân kia của mình, nhưng cái này cô muốn bạn bạn tính trên máy tính luôn cho nó lẹ. Thì bạn nào tính trên máy tính đề xuất cho cô liều cho bệnh nhân này, liều vancomycin cho bệnh nhân này. Rồi bây giờ tiếp tục ai đây, tiếp tục bạn nào sẽ tính đây, kim tuyến phải không? Rồi bạn nào sẽ xung phong để mình tính bài này trên máy tính thôi, ở trên phần mềm thôi chứ không cần phải tính tay. Nhưng các bạn khi các bạn làm hai bài tập nãy giờ, các bạn cũng thấy là cái việc tính tay và cái việc mình tính trên phần mềm nó cũng sẽ có một cái sự chênh lệch. Cô ơi, cái đề này không có chiều cao hả cô? Đây đây, chiều cao nó tính bằng in mà nó phải đổi. Là 5,55 inch hả cô hay sao? Cái đó đọc sao Năm, cô? người ta là 5 phút, à, 5 inch, 5 inch. Một phút 68 một phút 65 165 cm
Rồi, vậy là bài này cô thấy Kim Tiến đang làm ha. Các bạn khác mình cứ việc tích tay vào phần mềm luôn cả hai nha, để mình coi coi Kim Tiến làm copy ra số của mình. Rồi chắc cô nhờ một bạn nào đó làm trên máy ha, tại vì Kim Tiến sẽ làm giấy, còn bạn nào đó sẽ làm trên máy. Rồi cô mời Ngân Kiều phải không? Ngân Kiều sẽ làm máy cho cô ha. Rồi bạn nào mà làm trên máy á, như nãy cô thấy là Ngân Kiều á, Ngân Kiều mình xem màn hình luôn nha, cô sẽ top màn hình của cô để mình xem màn hình của mình lên. Rồi Ngân Kiều cứ mở máy tính rồi mình xem cái màn hình lên. Để em làm cho cô.
Sơn, bạn nào sẽ share cái màn hình đó? Dạ dạ đếm xem. Ok. Em nhập thông số của bệnh nhân vào, cân nặng là 150 kg. Ủa, chiều cao là 165 cm, là nữ. Em chọn là bệnh nhân không có nặng. Tính thì tính liều loading luôn, là tại vì em thấy creatinine là 0.7. Tuổi bệnh nhân là 35. Em tính ra là cái máy nó báo là cái máy nó không dùng phát được. Dạ. Cái loại tinh của bệnh nhân là lớn hơn 120 ml trên phút. Ở đây sử dụng liều tải là 3.000 mg. Còn sử dụng liều hàng ngày là 1.500 mg mỗi 8 giờ. Nồng độ AC trên mic của bệnh nhân là khoảng khi sử dụng liều này là 572. Nồng độ đỉnh là 31.1. Nồng độ đáy là 16.1. Máy chọn cho bệnh nhân sử dụng là 1.500 mg mỗi 8 giờ. Rồi, nhưng mà cô muốn cái chỗ nào cô coi chức năng thận của bệnh nhân đó. Ý là bạn tính thì chức năng thận của bệnh nhân ra nhiều đâu vậy? À, bạn sẽ thấy máy nó tính cho mình cân nặng lý tưởng nó là 57 thôi. Dạ. À, nhưng em mà nó tính... không, nó cho mình biết cái phần trăm trên cân nặng lý tưởng. Em tính tay cái phần trăm so với cân nặng lý tưởng là khoảng 165% lận cô. Nên mình là béo quá phì. Béo phì. Dạ. Máy tính là T1/2 khoảng 5.8 giờ. Rồi, ok, nó 58 giờ thì nó chọn là mỗi 8 giờ. Dạ. Rồi. Cô sẽ chờ bạn cô sẽ chờ bạn Kim Tuyến tính tay để coi như rồi. Như vậy thì theo như em đề xuất đi, có nghĩa là cơ bản là những thông tin của bệnh nhân như thế này. Thì Mỹ Hằng thử ở bên Kim Cương đề xuất cho cô là bệnh nhân này em sẽ xài liều như thế nào, loading là bao nhiêu, duy trì là bao nhiêu. Liều loading theo máy tính nó là 3.000 mg đúng không, là ba lọ 1.000, sử dụng một lần. Và sau đó liều hàng ngày là 1.700 mg mỗi 8 giờ là khoảng thật ra cái này là máy tính, nhưng mà mình cứ nhìn thử cái biểu đồ nồng độ này bạn sẽ thấy nè, thấy rất cao, nồng độ của bệnh nhân này rất cao, tại vì đây là bạn đang xài liều loading nên bạn đưa cái nồng độ lên rất là nhanh. Thật ra thì ca này mình không cần xài liều loading, thử không xài liều loading đi. Nếu không xài liều loading thì cũng sử dụng là 1.750 gram mỗi 8 giờ. Và mình sẽ nhìn cái liều đầu mà mình thấy cái nguy cơ nó đỡ hơn đúng không? Dạ. Rồi nếu không xài liều loading thì bạn cho cô coi cái C nồng độ đáy, nồng độ đỉnh, nó ước lượng nồng độ đỉnh là cũng là 33.1 và nồng độ đáy là 16.1. Vậy thì ca này thì khỏi cần xài liều loading. Dạ. Tại mình thấy giữa cái liều loading và cái không xài liều loading là nó có sự khác biệt về cái khoảng nồng độ, nó dao động cao quá.
À, thì ca này mình sẽ không xài liều đắp đi mà mình sẽ xài liều duy trì, nhưng mà duy trì ở đây máy nó lại tính là 1750 mỗi 8 giờ, mình sẽ nhân lên cho bệnh nhân lại nhiêu ta, gần gần gọi là 1750 là 2.000, 5.200 2.250 một 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 ngày. ngày anh con. Thật ra thì trên bệnh nhân 150 kg thì cái liều này nó vẫn hợp lý thôi. À, nhưng mà các bạn lưu ý là đối với lại vancomycin thì đương nhiên cái liều tính vanco sẽ là cái liều theo cân nặng thật. Nếu như mà bệnh nhân quá béo phì thì bắt buộc mình là phải tính theo cân nặng hiệu chỉnh. Như vậy thì máy nó có cho mình cân nặng hiệu chỉnh của bệnh nhân này. Cái mình vô cái thông số hồi nãy, thông số dự cộng. Rồi, giờ vô đây mình Cân nặng hiệu coi cân chỉnh nặng hiệu chỉnh. là 94,2 Rồi, đúng đúng không? rồi. Như vậy thì từ cái cân nặng hiệu chỉnh này mình mới nhân lên liều. Chứ nếu mà mình lấy 30 mg bệnh nhân cho 150 kg hả? Đã ra nhiêu? Dạ. Là nó Gấp là bốn gấp. cái Cái tính theo cân nặng hiệu chỉnh là khoảng 2008 2.800. 2820. Dạ. Là khoảng 3.000 đi. Dạ Như3.000. là bệnh nhân này khoảng 3.000. Rồi, nhưng mà đương Đây. nhiên nè, máy nó Ba đã cảnh báo, nghĩa là máy nó nói là nó sẽ không chính xác đâu nha. Nghĩa là cái phần mềm clean count này nó sẽ không chính xác nếu như bệnh nhân có chức năng thận trên 120 ml trên phút, nghĩa là cái khoảng này nó cũng sẽ không chính xác. Rồi bây giờ cô cần bạn bạn Mỹ Hằng, mình nói cho cô nghe đáp số của bệnh nhân này theo công thức tính tay này đi ha. dạ em tính trên máy, em đang tính trên máy mà cô. Bạn nào tính tay á? Kim tuyến. Ủa cô ơi, cho em hỏi xíu luôn cô. Ok. Alo. Rồi rồi bạn hỏi đi. Dạ cô, lúc mà mình tính cái 1 ca mà tính mình dùng cái liều loctin với lại không dùng liều loctin đó cô, thì cái nồng độ đỉnh đó, nó sẽ khác nhau liều 1, liều 2 á cô. Thì khi mà mình học mình lấy liều đỉnh với liều đáy là ở liều thứ tư thì nó có khác nhau đó không cô? À, thật ra mọi mọi bệnh nhân luôn á, bạn có xài liều đỉnh hay liều loctin hay không loctin, thì khi mà mình lấy ở khoảng nồng độ ổn định á, khoảng liều 4 thì sẽ không khác nhau. Nó sẽ không khác nhau ở liều 4, tại vì mỗi cái khi đưa về nồng độ 3 4 thì nó sẽ gần như bằng nhau hết. Có nghĩa là nó không chênh lệch nhiều. Tuy nhiên tại vì hiện nay theo cái công thức mới năm 2020, để tôi share tí xíu. Năm 2020 thì người ta ước lượng là mình sẽ lấy liều đầu luôn, liều số 1 luôn. Nghĩa là dù cho bệnh nhân có xài liều đỉnh hay liều tải hay không xài liều tải thì chỉ cần sau cái liều duy trì một lần là mình có thể lấy máu để mình đo nồng độ sớm mà mình không sợ chờ tới liều 4, thì lúc đó nó sẽ bị ảnh hưởng đó. Cái nếu mà bạn xài liều tải một lần sau tới lần thứ hai là bạn xài liều duy trì đúng không, thì ở lần hai đó người ta khuyến cáo mình đo luôn nồng độ được, nhưng mà cái đó thì nó sẽ bị nguy cơ ảnh hưởng bởi nồng độ tải liều tải. Cho đó nếu mà cần thì bạn cứ xài, bạn cứ chờ khoảng liều 4 bạn lấy luôn lần thì lúc đó bạn sẽ không có bị nhiễu, nó không bị nhiễu bởi liều tải nha. Chứ còn nếu mà không xài liều tải thì không vấn đề gì, không xài liều tải thì người ta vẫn cho bạn đo liền ngay sau liều đầu tiên. Đó là khuyến cáo năm 2020 của vancomycin. Để cô share cái màn hình vancomycin. Rồi, đây là cái khuyến cáo mới năm 2020 của vancomycin. Tuy nhiên từ khi các bạn học cho tới khi ra trường thì nó sẽ có rất là nhiều cái khác nhau. À, cái mà mình đang học mọi thứ nghĩa là những cái mà theo hướng dẫn các bệnh viện ta đang làm.
Còn năm 2020 thì chỉ có một số bệnh viện người ta mới cập nhật mới thôi, chứ còn đa số cũng chưa cập nhật lắm. Đó là cái thứ nhất là cái khoảng nồng độ. Thật ra cái khoảng nồng độ đấy bây giờ nó cũng không còn quan trọng đối với lại cái khuyến cáo mới nữa. Khuyến cáo mới nó cũng chẳng yêu cầu bạn phải trên 10 nữa. Nha, mà khuyến cáo mới nó chỉ căn cứ vô cái AUC trên MIC thôi. Với lại căn cứ cho cái AUC 24 giờ mà bạn chỉ cần đạt từ 400 đến 600 là ok. Nó không cần nồng độ đấy luôn. Bởi vì một số các cái gọi là một số các tài liệu ta phải cho thấy là nếu như nồng độ đấy trên 15 là cái nguy cơ bệnh nhân đã xảy ra tác dụng phụ rồi. À, và nếu mà nồng độ đấy dưới 10 mà AOC nó vẫn đạt 400 tới 600 thì thật ra nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái hiệu quả điều trị cả. À, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa nhiều bệnh viện người ta áp dụng như vậy đâu. Người ta vẫn dựa vô cái nồng độ đấy nha. Và người ta vẫn khuyến cáo là thôi cứ nồng độ đấy cứ trên 10 đi và AOC của tôi phải từ 400 tới 600 mới được. Tại vì nó sẽ rơi vô một cái trường hợp là nồng độ đấy người ta dưới 10 nhưng AOC đạt thì lúc đó người ta hỏi là mình có cần tăng liều hay không. Thì đó là tùy vô tình trạng lâm sàng mà mình trả lời. Còn bây giờ về cái khoảng đo nồng độ, cái này thì nó hơi chữ nó hơi bị nhiều rồi. Chữ nó hơi bị nhiều nên cô chỉ cho mình cái cách mà ngày nhắn nhất thôi. Như vậy thì theo như cái khuyến cáo cũ á, đa số các bệnh viện bây giờ người ta đang xài chính là cái hướng dẫn năm 2009 nè. Người ta sẽ dùng hai nồng độ thường quy nè. Thường quy là người ta sẽ đo nồng độ đáy ở trạng thái ổn định, nghĩa là ở liều 4, người ta xác định là chỉ có liều 4 là người ta đo thì người ta mới tính liều được thôi. Chứ còn nếu mà ta đo sớm quá thì ta sợ không đạt. Thì khuyến cáo năm 2020 nó đã khuyến cáo là bạn chỉ cần xài một đo một nè, chỉ cần đo một lần trong vòng 24 giờ đầu tiên, tức là dùng một nồng độ đấy là vẫn có thể ước lượng được AOC. Như vậy nếu bạn dùng một nồng độ đấy đây, người bệnh nhân mới xài một liều, chuẩn bị xài liều thứ hai, thường tới liều thứ 4 nè thì nó mới ổn định. Vậy nếu mà bệnh nhân mới xài một liều mà không có liều tải thì ok, liều này bạn vẫn có thể ước lượng được cho AOC luôn. Nhưng mà nếu có liều tải là nó sẽ có sự khác biệt. À, nếu như có liều tải thì sẽ có sự khác biệt ở cái liều đầu tiên. Nên nếu như có liều tải thì cô vẫn chờ cho tới cái liều thứ tư của mình. Nghĩa là vẫn hơi chậm hơn so với thông thường. Tại vì bạn đang xài một liều tải lên quá cao mà lúc đó nó chưa gọi là chưa hết cái T12, nó chưa có thải trừ hết thì bạn đã cho một liều tiếp. Vậy cái liều tiếp theo mà bạn lấy cái nồng độ thì nó sẽ bị vô tình, nó sẽ bị cao. Và cái này hiện nay bác sĩ đang bị sai nha. Nghĩa là bác sĩ sau khi xài liều tải và sau khi bác sĩ xài một liều, bác sĩ lấy đo nồng độ và lúc đó nồng độ đấy ra bút chỉ ra tới 30 rồi. Khó giải thích quá. Bắt buộc mình cũng phải chờ liều 4 mình đo lại thôi. Nghĩa là mọi thứ tốt nhất là vẫn nên đo ở liều 4. Còn nếu mà bệnh nhân quá nặng hay cái gì đó mà mình cần chỉnh sớm thì bạn phải coi bệnh nhân này đang xài liều tải hả. Nếu xài liều tải thì phải chờ 2-3 liều nữa tôi mới đo. Còn nếu không thì tôi đo liền được luôn. Đó là cái cách mà hiện nay người ta đang sử dụng. Do đó bạn lưu ý liều tải, bạn có xài liều tải thì bạn phải chờ cho cái nồng độ nó ổn định hơn. Thật ra thì cô sẽ chờ một liều là đủ rồi. Một cái liều tải, sau đó một cái liều duy trì và cái liều duy trì thứ hai là cô bắt đầu cô lấy được. Rồi bây giờ cô sẽ nhờ các bạn nào mình đâu rồi, Kim Tuyến xong chưa? Kim Tuyến ơi, Kim Tuyến đã tính tay xong chưa? Kim Tuyến rồi, cái tính tay thì nó sẽ hơi khó ở chỗ này, do đó cô nhờ bạn nãy bạn nào bạn Chiếu, Kim Cương hay Mỹ Hằng á, chiếu cho cô cái chỗ mà tính clearance á, chứ đừng có vô cái băng cô, bởi vì bệnh nhân này đang có béo phì nên bạn sẽ vô cho cô cái màn hình mà tính clearance creatinine. Phải qua cái đó trước mới qua được cái bước này. Cái clinical này nó có rất là nhiều cái nhược điểm mà nó sẽ đảm bảo là nó không chính xác. Thứ nhất là nhi nó không tính được. Thứ hai là bệnh nhân mà cái năng thận suy giảm dưới 30 nó cũng tính được, hoặc là chức năng thận trên 120 như mấy nó cũng tính được. Nó sẽ không chính xác. Do đó thường mình phải qua hai bước. Một cái bước đầu tiên là mình phải tính cái creatinine cái đã.
Rồi cô nhờ kim cương mình cứ đọc cho cô những cái thông số nhập vào và cho cô biết là bạn chọn cái chức năng thận của bệnh nhân này. Bệnh nhân này là 35 tuổi, là nữ, cao 1m65cm, nặng 150kg, creatinine là 0,7mg trên decilit. Em tính ra là em chọn đây là bệnh nhân béo phì nên em chọn cái creatinine của bệnh nhân theo cái công thức là Salazar Cochrane là 159ml trên phút. Cân nặng lý tưởng của bệnh nhân là 57kg, vượt 163%, cân nặng thực vượt 163% so với cân nặng lý tưởng. Cân nặng hiệu chỉnh của bệnh nhân là 94,2kg. Dạ hết rồi cô. Rồi như vậy cái chức năng thận của bệnh nhân này mình sẽ chọn là bao nhiêu á? Dạ 159ml trên phút theo cái công thức Salazar Cochrane ạ. Rồi đúng rồi nha, có nghĩa là mấy bạn sẽ chọn ở cái dòng này Salazar Cochrane 160. Và bạn biết là cái giới hạn của Clinica là nó chỉ có 120 thôi. Nên dù cho mình có tính chức năng thận ra 160 thì trên Clinica nó cũng tính 120 à. Nên cô mới cần tính tay ở trường hợp này. Nghĩa là ca này bạn sẽ thấy là chức năng thận nó 160ml trên phút là nó rất là nhanh nha, có nghĩa là cái độ thanh thải rất nhanh nên cô đang nghĩ kim tuyến sẽ tính ra cái T1/2 bệnh nhân này tầm 4 tới 5 giờ thôi. Nghĩa là nó sẽ không như cái phần mềm hồi nãy nữa. Phần mềm hồi nãy nó đang chọn 1750 mỗi 8 giờ. Nhưng thật ra cái 8 giờ này nó không còn nữa mà nó phải chọn T1/2. Rồi, kim tuyến không biết xong chưa ta, để kim tuyến có thể chiếu kết quả lên cho mình coi. Kim tuyến đọc kết quả cho mình coi. Kim tuyến chưa xong hả ta, để cô coi coi. Rồi thôi nếu kim tuyến chưa xong thì cô nhờ bạn nào đó mình cứ đọc từng phần theo như cái câu hỏi của mình thôi. Thứ nhất là bạn tính Clara, rồi thôi cô cho mình đọc trên máy luôn. Như là Salazar Cochrane bệnh nhân này là 159ml trên phút. Rồi bây giờ bạn tính tiếp cho cô những cái phần kế tiếp thôi. Thứ nhất là bạn tính cho cô là về thể tích phân bố bệnh nhân này là bao nhiêu. Rồi KE cho bệnh nhân này, rồi T1/2, đó là những cái cần của bệnh nhân này. Bạn nào tính xong mình có thể gõ lên cái đáp án ở trên cái hợp chat của mình cũng được, không sao.
Rồi bạn nào mình cứ tính rồi mình cứ nhập cái kết quả lên cho cô ở trên cái hợp chất rồi. Rồi tính luôn T12 của bệnh nhân này cho cô nha. Sẽ tới cái bước T12 của bệnh nhân. Rồi các bạn khác mình cứ gõ kết quả lên cho cô đi nha, để cô coi cuối cùng.
Rồi. Cũng như cái bài trước thì cái bài này nó chỉ khó ở chỗ là mình tính được cái công thức tính chức năng thận mình nhân béo phì thôi, thì đó chính là cái công thức Salasakopura. Nếu bạn tính tay thì đương nhiên nó cũng sẽ lệch một tí xíu về cái số này, tính tay như cái công thức mà 137 cộng trừ cân nặng trừ cao đó thì nó sẽ lệch. Bây giờ cô cho mình sử dụng đúng luôn 159 luôn ml trên phút nha, để mà mình có thể áp vô cái công thức tính T1 bằng 2 cho bệnh nhân của mình nhân với phì. Rồi đa số các bạn thì cũng đã tính ra được, mình có được cái clearance của thuốc, mình tính ra được cái clearance, tính ra được KE T1 bằng 2. Clearance của con cô thì nó hơi bị lệch tí xíu ha, một số bạn thì làm tròn, các bạn không làm tròn KE, số bạn thì tính là KE. Rồi độ thanh thải clearance của con cô là 6.8. Rồi KE bạn ra 10 giờ, về T vòng 2 đa số bạn sẽ tính ra khoảng 10 giờ. Rồi. Rồi, đâu rồi. Các bạn đang đa số tính ra là T12 bệnh này, bệnh nhân này sẽ dao động ở khoảng 10 giờ. Bây giờ mình sẽ làm tròn lên hay làm tròn xuống cho bệnh nhân này, cũng như là mình sẽ lên 12 giờ hay mình sẽ xuống 10 giờ. À, thì nó sẽ tùy thuộc vô gì? Cái độ thanh thải của bệnh nhân, mình thấy sẽ thấy là cái clearance của bệnh nhân là 160. Cho đó chúng ta sẽ xài nhiều lần hơn bởi vì bệnh nhân sẽ thải nhanh hơn. Thì đó chúng ta sẽ xài liều là mỗi 8 giờ. Nếu như theo như mình tính nha. Mình ra T một hai là 10, 11 rồi mình sẽ làm tròn xuống là mỗi 8 giờ. Và cái liều tổng của vancomycin mình sẽ tính trên cái liều cân nặng hiệu chỉnh, nghĩa là 94 mình coi làm tròn gần 100 đi. Tổng liều của bệnh nhân này sẽ dao động tầm khoảng khoảng 3 gram ha, từ 3 gram cho tới 4 gram rưỡi là tối đa cho bệnh nhân này thôi. Sẽ có một số các cái sai, gọi là sai số trong quá trình tính thôi, các bạn làm tròn các bạn không thì nó sẽ bị lệch kết quả, không vấn đề gì. Cuối cùng là bạn chỉ cần cho cô biết là mình xài liều của bệnh nhân này là bao nhiêu là đủ rồi.
Rồi. À, coi như là các bạn đã ra được cái kết quả khác nhau. Chiều nay cô sẽ giải đáp cho mình ở cái bài tập này ha. Cũng tương tự, cũng không vấn đề gì quá khó. Rồi à, chiều nay mình sẽ học hai bài tập của Amikasin, 2 tới 3 bài tập của Amikasin. Rồi sau đó mình sẽ ôn bài. Rồi các bạn chọn cái ngày để mình kiểm tra. Thì chiều nay mình sẽ bắt đầu để mình thảo luận cái phần kiểm tra luôn. Rồi về cái thao tác trên phần mềm thì các bạn cũng nhớ mình làm, đừng có quên thôi. Đại khái là mình sẽ biết chỗ nào để mình đọc ha, và mình đừng có quên cái thao tác thì mình gõ cái gì đó ha. Rồi cái cách điện giải giữa cái kết quả trên phần mềm và mình ứng dụng được trên thực tế. Rồi chắc nên một số các bạn mà mình còn làm nữa thì mình cứ việc gõ kết quả lên đây cho cô để cô coi mình làm như thế nào. À, còn nếu không thì bây giờ mình sẽ nghỉ nha, mình sẽ kết thúc cái buổi học buổi sáng nay và chiều nay mình sẽ bắt đầu mình giải bài tập cho Amikasin, nó sẽ khó hơn so với lại văn kiện. Nếu như tính tay thì mình vẫn tính ở bệnh nhân này lấy 30 mg nhân cho số cân nặng hiệu chỉnh trong một ngày đúng không cô? Đúng rồi, đúng rồi. Và tính ra khoảng là 3.000 mg trong một ngày. Thật ra thì đúng rồi, nếu mà tính tay là 3.000 đó, mà nếu mà bệnh nhân này 3.000 thì không có đủ liều. Bệnh nhân này ít nhất là phải 1.500. Có nghĩa là thay vì máy nó tính là 1.750 thì bệnh nhân này cô sẽ xài 1.500 mỗi 8 giờ. Thì nó sẽ hợp lý cho bệnh nhân này thôi. Nghĩa là máy là nó gọi là khi mình học văn cô PC nó thấy là tối đa không quá 4 gram trên ngày. Tuy nhiên trên những cái bệnh nhân béo phì mình vẫn có thể kéo dài nhưng không quá 5 gram. Thì như bệnh nhân này tới 150 kg mà quy về cái cân nặng hiệu chỉnh có 100 kg là vẫn chưa đủ liều cho bệnh nhân này đâu. À, mình thấy cái clearance của bệnh nhân nó quá quá lớn nữa. Nên ca này là mình phải xài ít nhất là 1.500 mỗi 8 giờ thì mới đủ cho bệnh nhân. Máy tính vậy là quá cao ha, 1.750 mỗi 8 giờ thì cao quá. Rồi chúng ta sẽ nghỉ buổi sáng nha. Sáng nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Dạ chào cô ạ. Chào cô ạ.